có làm được. Ừ. Cái phải dẫn em về quê. Ừ. Ừ. Rồi lúc đầu tiên về quê thì chị có thể chia sẻ lúc đó nó khó khăn như thế nào Nhiều khó khăn dữ lắm, vậy em chạy đi mua miếng bạc, rồi người người đem tới cây tre, xong rồi lại anh em ở hàng xóm ta dựng lên, cho em ngủ đỡ, cho em tới đây không có cái gì chứ. có nghĩa là chỉ có một cái tấm bạt với cây tre dựng lên giống như một cái chòi dịch vậy thôi đúng không? Dạ, cái người ta thấy vậy cái người ta đem cái này đem cái kia lại, người ta cho đỡ, ta cho che bạt che đồ ở đỡ ngủ đỡ, chứ về đây không có cái gì chứ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Ngày hôm nay thì có một cái chuyến về đây á, thì có một cái chuyến về lại Hậu Giang, thì Bùi Hồ quay trở lại thăm lại hoàn cảnh của anh Lực và chị Phương. Chị Phương ngay sống ở trong một cái chòi, sống ở trong một cái chòi tranh đó cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay thì trở lại đây thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân trao một phần hiện kim cho gia đình. Thật ra thì mong cô bác quý anh chị thông cảm, nếu như có cái điều gì đó sơ sức thì mong cô bác quý anh chị thông cảm cho Bùi Hồ. Mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào lại đây ha. Đây là một gia đình mà trước đây thì Bùi Hồ quay cũng khoảng gần một tuần. Hôm nay thì đáng lý ra là Bùi Hồ cũng chưa quay đi, trở về lại đây để mà trao những cái phần hiện kim này cho gia đình đâu. Tuy nhiên thì có dịp công tác Bùi Hồ phải đi về lại Côn Đảo gấp, và ngang đây thì Bùi Hồ cũng ghé lại thăm lại gia đình luôn. Đây là một gia đình mà anh bị bệnh, còn chị cũng bị bệnh luôn. Hai vợ chồng thì sống với nhau sau những cái biến cố của gia đình đó, thì về đây để mà đùm bọc nhau sinh sống. Cô bác anh chị thấy là một cái máy rất là tạm bợ luôn ha cô bác anh chị. Ở trên là một cái tấm bạt. Hôm trước thì Bùi Hồ đến gặp anh Lực bắt ốc thôi, không có chị Phượng ở nhà. Chị Phương là chị Phượng. Chị Phương hả? Anh Lực đâu chị? Dạ. Tại ổng đeo ổng cao với cáp á. Dạ. Rồi ổng nằm chậm. Ừ. Chị lên ngồi đi. Hôm nay anh có đi bắt ốc không? Dạ không, tại nay anh cao áp á. Dạ hả? Anh Lực ngủ hả anh? Hai vợ chồng chị lên đây ngồi đi. Chị đi về khi nào? Chị đi bệnh viện về khi về nào? về đó 4 bữa rồi. 4 bữa hả? Bác sĩ nói chị bệnh gì? Đủ thứ cho à, hả? Em đi khám lại cục bướu. Chị năm nay là bao nhiêu rồi ta? 47. 47 hả? Dạ. Còn anh 40 đúng không? Chị lớn hơn anh 7 tuổi. 7 tuổi. Hôm nay không có đi làm thì tiền đâu sinh sống ta? Hôm nay gia đình mình ăn cơm gì á? Cơm cá hả? Dạ. Cái mối lương duyên ngày xưa sao mà chị Phương gặp với lại anh Lực? Thì do duyên nợ thì em cũng không biết. Do duyên nợ thì gặp nhau thì rồi gặp nhau thấy hoàn cảnh bệnh đau thì giống như cũng sắp lại lo. Rồi về sống với anh ở trong một cái máy tạm bợ như thế này nè, chị có thấy hạnh phúc không? Thì cũng có, cũng hơi buồn tại vì vợ chồng ai cũng bệnh chứ. Chị thì đâu có làm được cái công việc gì đúng không? Dạ không. Hôm nay là gia đình là anh không có đi bắt thì mình ăn cơm với gì? Nhờ, bữa trước á thì anh đi bắt anh bị lên máu đó. Ừ. Rồi còn mấy con cá cá nhỏ nhỏ đó. Ừ. Rồi bữa nay ăn. Rồi gạo người ta có cho mà đúng không? Dạ, gạo thì ngày hôm qua có cái chú đó đem lại cho được 5 kg. Hôm trước là mình đi bệnh viện là tốn hết bao nhiêu tiền? Dạ thì có bảo hiểm thì tốn còn chừng có 1 triệu mấy. Chạy lui chạy tới, tiền xe, tiền bận với lại trên đó người ta cũng có cho nữa. Bữa nay bị lên máu hả? Dạ.
Có thường xuyên bị vậy không anh Lộc? Uống mỗi ngày. Dạ. Hôm nay sao không uống nữa? Sáng uống rồi. Dạ. Uống do làm sao đó, nó bị lên máu. Nào cũng phải bỏ một túi với một tình không ra. Dạ. Mỗi ngày. Thuốc đó là đem bỏ vô túi, trong cái túi gì đó hả? Dạ. Phải phân ngay là để quên. Ngày uống mấy viên? Một ngày một viên. Năm viên này là bao nhiêu tiền? Một chỉ hình như là 10 ngàn hay á. Nghỉ thì nghỉ 6 giờ. 7 viên. 8 viên chứ hả? Chắc như 7-8 ngàn hay á. Còn viên không ngàn nữa. Một chỉ là... 8 viên, 10 viên cái gì chứ. 10 viên cái hộp đó là 20 ngàn. 22 ngàn một hộp. Anh với chị sống với nhau bao nhiêu năm rồi? Đến nay cũng lâu rồi. 6 năm rồi, 5 năm rồi. Dạ. Có bao giờ chị nghĩ là sống trong cái mái tranh như thế này nè, rồi chồng của mình là bệnh hoạn nữa, mà mình bệnh không lo được cho mình thì sống cảnh thiếu trước hộp sao á, mình có bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ đi không? Dạ không, không bỏ đi được. Sao vậy? Tại ai cũng bệnh hết mà bỏ đi sao được. Không có nghĩ, là nghĩ là bệnh đau thì lo cho nhau thôi, chứ không có nghĩ bỏ đi. Buồn, lo nhưng mà vẫn buồn. Buồn nhất là điều gì? Thì lúc những lúc hết tiền, không có tiền rồi trong túi á. Bệnh mua này mua kia giống như đó, rồi không có tiền. Thiếu nợ là ta. Buồn, mà thiếu nợ nữa. Thiếu nợ mấy triệu mà người ta đòi hoài á. Thiếu mấy triệu? Mấy triệu? 5-6 triệu mà. Người chịu không chịu, người ta cho mượn lúc bệnh đó. Không có tiền trả nợ buồn. Tại vì người ta tướng người ta đòi hồi mà mình không có tiền. Bác sĩ là cho chị xuất viện về hả? Tết khám năm tay mà khám không hả? Thời gian tới tiền đâu tới sao? Thì tới lúc nào lo lúc đấy chứ giờ đâu có khó rồi lo trước. Thật ra thì cái đoạn đường từ Bùi Hồ đến nhà anh Lực á là khoảng 100 hơn 100 km, khoảng 150 km vậy á. Nhưng mà hôm nay thì thật thì Bùi Hồ cũng có công việc rất gấp để mà về lại Côn Đảo. Anh chạy hướng này để đi xuống rồi. Gặp anh với chị á thì tự nhiên mình thấy mình an ủi hơn. Mặc dù là sống ở trong một cái cảnh nghèo nhưng mà thấy anh chị cũng đùm bọc nhau để mà sống hạnh phúc hơn. Hôm nay nhà chị ăn cơm gì hả chị? Em quay qua đây. Con cá này là anh bắt hay là mua? Dạ bắt. Dạ hả? Cá nè. Cái nồi là này canh mướp. Canh mướp chủ vườn cho. Mướp ta cho hả? Dạ. Còn khoai? Khoai cái chú kia chú đem lại chú cho. Cho gạo quá. Dạ hả? Ở đây là nhà của anh Lực với lại chị Phương á. Là phải tắm rửa rồi thậm chí là rửa chén ở khu vực sau này luôn nè cô bác anh chị, nên là nữ là cứ sử dụng nước sông hết hả chị ha? Có sử dụng nước máy không chị? Dạ không, ở đây không có nước sạch. Xài nước sông. Xài nước sông hết. Điện thì mình có trả tiền điện cho ta không? Dạ không. Dạ hả? Anh bữa nhà anh cho anh câu xuống đây cái mỗi tháng mình có lấy. Quê có chị ở đâu? Ở Huế. Huế hả? Dạ. Ở Huế thì chị ở huyện nào? Huyện Hương Trà. Huyện Hương Trà. Mà từ nhỏ ở trong đây thì... Cô gái Huế. Ba mẹ sinh ra trong này hay sao? Nhớ không, ba mẹ cho tôi lúc nhỏ. Là cho sao? Bà dì ở tôi lúc nhỏ. À. Rồi vô ở Đồng Nai sống rồi giờ bà dì đi qua bên kia rồi bà dì bỏ luôn. Rồi sao chị trôi dạt xuống tới dưới này?
rồi đi 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 làm rồi vòng vòng cũng vòng vòng xong cũng gặp. Mà cơ duyên sao anh với chị gặp nhau? Cũng không biết, thì không biết là sao gặp nhau nữa. Thì cờ giống như em đi duyên nợ thì em đi em gặp, rồi bên đây cũng vậy đó, rồi gặp nhau rồi biết nhau, rồi hoàn cảnh anh này cũng mồ côi nữa, rồi cũng trùng hợp quá, rồi thương chứ, rồi đem về sống với nhau nữa. Em cũng nghĩ là lúc đầu em nghĩ là nhà này là có cha có mẹ đàng hoàng, rồi sau thời gian sau em mới biết là anh này mồ côi. Ừ. Chị là cũng mồ côi luôn. Em thì có ba mẹ nhưng mà ba mẹ mất hết rồi. Ừ. Chị có về lại quê hương mình không? Không, giờ nhà đâu còn ai. À. Nhưng mà biết mình ở xã nào không? Giờ hồi nhỏ em đi em không biết luôn. Chị đi lúc đó nhiêu tuổi? Em mới có mấy tuổi rồi, 6 tuổi gì à. Là cho chị rồi? Dạ. Cho với hình thức nào ta, vì sao cho chị không biết không? Em cũng không biết nữa. Rồi sau em lớn lên cái tự động cái em đi. Như vậy cái em lấy chồng ở bên Trà Vinh á. Ờ. Rồi chồng em nó cũng dặn là em bệnh nhiều quá, chắc là lo không nổi, cũng bỏ em đi. Ờ. Rồi bắt con em đi luôn. Ừ. Chị với chồng trước có mấy người con? Một người con, mới có 10 tuổi rồi. À, rồi bắt đi luôn? Bắt lúc 2 triệu rưỡi. Rồi chị cứ lang thang vậy á? Thì xong rồi thời gian cái gặp anh chồng em, xong rồi hai đứa sắp về ở với nhau luôn đó. Bao lâu thì chị mới gặp anh? Cũng lâu ạ, cũng 2 năm. Chị gặp anh ở trong cái hoàn cảnh nào? Ở đâu? Thì anh cũng hồi đó lúc anh chưa bệnh á thì anh có đi làm xong rồi anh bệnh. Từ lúc anh bệnh anh nhập viện cả tháng trời, em bị dạn là tai biến nhẹ á. Rồi là gặp em đó. Lúc đó là anh gặp chị thì chị biết anh bệnh không? Không, không biết luôn á. Em còn không biết là mồ côi rồi luôn mà. Rồi tới sau này em về đây em mới biết là mồ côi cha mẹ. Nhưng mà về đây rồi chị thấy anh sống cái cảnh nghèo gì á, không có ba mẹ luôn, thậm chí là không có công ăn việc làm gì, lại bệnh tật nữa. Thì chị có hối hận bao giờ, chị muốn bỏ đi không? Dạ không. Em như thấy bản thân mình cũng bệnh này bệnh kia tùm lum hết trơn. Đến thời điểm bây giờ chị có thấy gặp anh là một sai lầm không? Dạ không. Nhưng em cũng thương lắm nhiều, em không có nghĩ, em nghĩ bỏ đi. Nó giống như là muốn giống như ở vợ chồng, hai vợ chồng ở thì thương nhau thì lo cho nhau, giống như cố gắng là làm. Nếu mà cảm thấy có còn sức khỏe thì làm, mà không có sức khỏe thì phải chịu đựng. Nếu là duyên nợ mình không biết trước được ha. Dạ. Trời định, không biết trước được. Chị Phương thì ở Huế, còn anh thì hồi đó giờ cứ sống lang thang vậy, không biết gốc ở đâu luôn. Tôi không biết gốc ở đây ở đâu rồi trôi dạt về đây cắt cái trụi lên sinh sống thôi. Chứ thật ra là cái mối tình của chị là phải nói là cũng hy hữu cô bác anh chị. Anh thì coi như là bị bệnh mà một thời gian anh bị mất cái tim rồi đủ thứ á. Bây giờ đầu óc anh không? Chẹn thần kinh á, có khi mất một chút rồi. Hai người gặp nhau tình cờ đến với nhau rồi sống được 7 năm. 6 năm rồi. Nhưng mà vẫn rất là hạnh phúc nha. Mặc dù sống ở trong một cái chòi rất là tạm bợ như thế này. Cơm thì có gì ăn đó à. Rồi thậm chí là đồ ăn đó là người ta lại cho nữa. Đồ ăn lâu lâu giống như bán rau cũng vậy, lâu lâu cái người ta bán, người ta đi qua đây cái người ta thảy cho một ít để ăn. Sống cuộc sống như thế này thì chị có mong ước gì thêm không? Thì em cũng mong ước em cũng có sức khỏe em đi làm rồi này kia mà em không có. Rồi em cũng mong ước là được thì ai đó người ta có duyên thì người ta giúp cho em một ít để em có vốn để em trả nợ. Trước mắt là em chỉ mong ước là trả nợ, trả đủ 5 triệu rồi
em cho để cho đỡ người ta đỡ lại đây người ta đòi. Nhưng mà người ta thấy mình vậy người ta đâu nỡ đòi. Người ta cũng đòi à. Tại người ta thấy mình vậy người ta cũng sợ mất á, người ta cũng đòi à. Mà lúc bệnh thì mới mượn chứ bình thường thì không có mượn ai một đồng nào hết. Lúc bệnh á, bệnh nằm viện rồi vậy á, nhiều tiền thì có mượn. Mượn người được có 500 với 1 triệu với 2 triệu hết. Không ai cho mượn nhiều đâu. Hiện nay là hai vợ chồng còn được nhiêu tiền? Em biết em còn. Em còn ít nữa. Em còn rất là lớn nữa. Còn anh? Hai chục mấy ngàn à. Hai vợ chồng chưa được 50 ngàn trong túi nữa. Không gọi là hôm trước em xuống cách đây thì cũng sử dụng hết tiền rồi đúng không? Chị còn mười mấy ngàn hả? 14 ngàn. Lỡ nếu như bệnh lên rồi về tiền đâu? Có bán cái gì đấy sao? À, thật ra thì người từng đi nhiều với Bùi Hồ thì gặp khá là nhiều hoàn cảnh, mà hoàn cảnh của chị cũng khá là đặc biệt, nhưng mà rất là thương vậy nè. Hai vợ chồng dù sống cảnh thiếu trước hộp sau á, nhưng mà không bao giờ nghe nói than rồi chuyện gì cả. Chỉ mong sao là có sức khỏe đi làm lại thôi. Rồi từ từ sinh sống. Bây giờ thì sống ở trong cái máy tranh này tạm bợ. Tuy nhiên là khi mà sống cái cảnh này thì người phụ nữ cũng dễ bị nản chí, vì người chồng của mình không có lo được lắm. Nhưng mà đối với chị Phương thì cô bác anh chị thấy rõ được rằng á, ngày hôm nay gặp được chị á, thì ở chị có một cái tình thương đối với anh rất là tuyệt vời. Nên mới 7 năm qua, 6 năm qua mà sống cái cảnh tạm bợ ở trong dưới máy liều tranh tạm bợ như thế này. Lúc mới gặp thì mình có tiền đâu, mình cắt nhà ta, mình ở đâu? Lúc mới gặp á thì em ở chỗ làm xong thời gian em bị té, cái chân của em nó bị ấy, xong rồi em không có làm được. Cái phải dẫn em về quê. Rồi lúc đầu tiên về quê thì chị có thể chia sẻ lúc đó nó khó khăn như thế nào không? Nó khó khăn dữ lắm, về không có gì trơn. Cái chủ nhà chạy đi mua miếng bạc. Rồi người đem tới cây tre, xong rồi lại anh em ở hàng xóm ta dựng lên cho em ngủ đỡ. Cho em tới đây không có cái gì trơn. Có nghĩa là chỉ có một cái tấm bạc với cây tre dựng lên giống như một cái chòi dịch vậy thôi đúng không? Dạ, cái người ta thấy vậy, cái người ta đem cái này đem cái kia lại, người ta cho đỡ. Ta cho che bạc, che đồ ở đỡ, ngủ đỡ, chứ về đây không có cái gì chứ. Thì lúc đó mình vừa không có tiền, vừa không có chỗ ngủ thì... Còn ổng thì ổng ngủ, ổng ở nhờ người ta từ hồi nào giờ luôn. Nó ở trong nhà người ta, trong cũng cái chòi luôn á, mà ổng ở với người ta. Rồi sau có em, ổng mới đi ra ngoài, cái về đây là lúc về á, thì cái chú này nè, chú cho cái tấm bạc, ông chú chạy đi mua cho tấm bạc. Xong rồi về ông mấy ông đó che đó, cái ông kia ông chặt che ông cho cái che hôm trước đó, ông chặt che ông cho nó hơi giờ cắm cho vợ mẹ ở đỡ. Rồi đó, từ đó giờ ở đây luôn là 6 năm rồi. Có nghĩa là mọi người thấy thì mình che vậy thì người cho ngất. Dạ đúng rồi, nó không có cái gì luôn á, về đây là giống như quần áo chỗ làm về đây là không có cái gì luôn á. Là lúc không có quần áo, không có tiền luôn. Có được ít tiền tại vì mình làm á, rồi cũng còn được vài ba trăm ngàn. Mà vài ba trăm gì giờ không có làm được gì chứ, không mua gì được đâu. Lúc đó đi xe về, đi xe ông kia ông cũng cho tiền xe luôn đó. Nhưng mà chị thì ở Huế không biết ở đây, còn anh thì không phải là người địa phương ở đây. Vậy thì mình chọn cái điểm, vì sao mình chọn cái điểm này để mình dừng chân? Không, anh là người địa phương ở đây, là từ nhỏ anh trôi giạt ở đây.
sống giống như sống chung với người ta, ở ở nhờ người ta, nhà người ta. À. Rồi bắt đầu anh chơi già kia, rồi tự nhiên anh đi lên trên đâu anh lang thang ở đâu chợ anh. Cái gặp em. Mười mấy tuổi là ở đây rồi. Ừ. Mười mấy tuổi anh ở đây, bao lâu anh mới lên đi làm ở Sài Gòn Bình Dương? Lâu lắm, em tới hai mấy, 30 mới đi làm. À, lúc trước là anh ở đậu ở đây, anh làm công cho người ta đúng không? Dạ. Rồi người ta cho mình ăn thôi. Dạ. Rồi sau đó hai mươi mấy tuổi mình mới chạy lên Sài Gòn hoặc Bình Dương mình làm ở trên đó. 24 tuổi. Làm mười mấy năm ở trên đó. Làm rồi gặp chị ở trên đó. Ừ. Làm đi ai mướn thì làm mấy đó. Chạy show. Thì sau đó là đi làm mới gặp vợ mình luôn. Dạ. Này giống như là lượm được vợ đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ, dạ. Còn cái câu chuyện, một cái câu chuyện tình, một cái câu chuyện tình có thật giữa đời thường. Anh Lực giống như là lượm được vợ mình vậy á. Chị thì giống như đang giữa hậu thẫn là một người phụ nữ mồ côi á. Thì chị lại gặp anh có một bờ vai như thế này. Dù anh không có đủ cái sức khỏe để mà anh chăm sóc cho, lo lắng chăm sóc cho chị giống như những người đàn ông khác, và anh cũng không có giàu giống như những người khác, nhưng mà đổi lại anh á, đối với chị là một tình yêu thương tuyệt vời. Anh có thể là mò cua bắt ốc, mò cá để mà nấu cơm cho chị ăn, một ốc bắt ốc để mà bán để kiếm tiền cho chị đi trị bệnh, đúng không chị? Có đôi khi nào mình nghĩ được rằng là khi mình gặp chồng của mình như thế này là một chữ duyên, mà chữ duyên của mình đối với cô anh với chị á, nó gọi là nó nghiền ngã quá, nó kiểu là nó lần đần quá không? Dạ, đôi lúc cũng có nghĩ, nhưng mà rồi hoàn cảnh ai cũng vậy thôi, bỏ qua, thông cảm cho nhau để sống. Những lúc mà mình nằm ở trên cái chiếc võng á, nãy em giống như lúc nãy em gặp chị á, thì chồng của mình phải đi lặn hộp ở dưới con mương á. Thậm chí là ở đó là mình không biết là có những cái vật dụng không cần thiết như là miễn chai hay là sành vậy đó. Vậy rồi bị chân, rồi bị cắt, rồi thậm chí là lên máu, rồi bị nữa. Thì dạ, lúc đó chị nghĩ... Em cũng lo dữ lắm. Ở nhà em cũng lo dữ lắm. Em nằm ở nhà chứ em cũng lo đi tới đi lui. Trong ngóng để ông có về sớm này kia thì ông hay đi ban đêm, sợ lắm. Anh hay đi ban đêm hay là đi mấy giờ anh? Hay đi sớm, tới khuya, khi em đi. À. Ngày hôm nay hai vợ chồng còn được có ba mấy ngàn à, là hết rồi. Thì không biết vài ngày tới sống sao luôn. Thì ổng đỡ rồi, ổng cũng đi rồi kiếm mà. Mai không có tiền, dù có lên máu cũng phải bắt buộc đi đó đúng không? Ừ. Đâu có đi khám bệnh gì đâu, đâu có tiền đâu đi khám bệnh đúng không anh? Ừ. Anh Lâm. Thương hơn cô bác anh chị. Đi những mảnh đời khác nhau thì cuộc sống thật sự là khác nhau. Cái khó khăn mỗi người nó khác nhau. Mọi người cứ lầm tưởng rằng là vì sao lại hai vợ chồng còn trẻ như vậy, chỉ có hơn 40 tuổi thôi mà lại sống trong một cái mái chòi như thế này. Có thể là họ làm biếng, không đi làm gì. Nhưng mà thật ra thì căn bệnh của mọi người ở trong mình mang bệnh rất là nhiều. Muốn đi làm cũng không đủ sức khỏe để làm được. Bây giờ kia thì cứ sống nắp nổi ngày này qua ngày đó vậy á. Và câu chuyện ngày hôm nay là một trong những cái câu chuyện mà khá là đặc biệt trong những cái câu chuyện mà Bùi Hồ đã từng đi và đã từng gặp và đã từng chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Cũng không biết nói lời nào hơn á, ngoài sự đồng cảm chung tay của cô bác quý anh chị để giúp cho đôi vợ chồng có thể vượt qua. Mặc dù mọi người có thể nghĩ rằng là anh này ảnh có vợ, chị này cũng có chồng. Yeah. Mà tại sao hai người dìu dắt với nhau và sống ở dưới đây? Có những người họ sẽ không chịu những cái quan điểm đó. Tuy nhiên khi ở cái tuổi mà như thế này á, mà bệnh hoạn nhau mà không có người chăm lo sớm hôm á, thì sẽ càng thấy nó hiu quạnh hơn đúng không chị? Yeah. Nên là nữ là dù sao nếu như mà anh có bị lên máu là chị cũng còn lấy nước cho anh uống được. Yeah. Còn mà chị có bệnh thì anh cũng có thể là hô lên gửi cho người đưa chị đi bác sĩ được. Đó là cái cách của anh và chị nương tựa nhau qua gần mấy năm. Mặc dù là hạnh phúc đối với hai người nó muộn màng ở cái tuổi sau cái biến cố cuộc sống gia đình. Mỗi người nó khác nhau nhưng chung quy lại là đây là hai hoàn cảnh của hai người cô đơn. Anh được giống như lượm được một vợ mình và lượm được một cái hạnh phúc mà phải nói là nhiều người mơ ước mà cũng không có được.
Nhưng mà thì thôi thì qua đoạn clip này á, cũng mong sao là sẽ được mọi người chia sẻ nhiều hơn, để cho mọi người biết được cái câu chuyện tình giữa đời thật, hai vợ chồng dựng liều sinh sống trong một cái máy tạm bợ như thế này. Cũng mong là mọi người sẽ hiểu về thêm về cuộc tình của anh. Rồi ngày hôm nay em đến đây thay mặt Quý Mạnh Thường Quân gửi cho mình một chai dầu. Dạ. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, anh Mạnh Thường Quân. Rồi thay mặt cho chị Ngọc Anh ở Đồng Nai gửi cho mình 300.000. Còn 200.000 còn lại là của em. Em gửi cho mình. Cảm ơn chị Ngọc Anh. Dạ. Cảm ơn cô bác anh chị. Dạ. Thôi dù sao thì em chúc cho chị anh với chị cùng nhau gắn bó đến gân lòng tuổi già. Dạ. Cùng nhau vượt qua những cái lúc khó khăn nhất như thế này. Dạ. Mong rằng anh sẽ là chỗ dựa tinh thần cho chị, và chị cũng sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh để mà hai người cùng vượt qua khó khăn ha. Dạ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chia sẻ về đoạn clip anh và chị như thế này không biết nói gì hơn tại ngày hôm nay á. Thật ra thì Bùi Hồ cũng mong rằng cô bác anh chị thông cảm cho Bùi Hồ ở trong đoạn clip này. Yeah. Vì đôi khi thì có những cái chuyện Bùi Hồ cũng không muốn chia sẻ ra, nhưng mà thật ra thì về thì ở thời điểm hiện tại thì tâm trạng nó không được tốt, nên có những gì sơ suất á. Yeah. Thì mong cô bác anh chị thông cảm cho Bùi Hồ, sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Bùi Hồ, và Bùi Hồ sẽ cố gắng khắc phục về cái điều này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau. Anh nói gì? Như anh Văn được rồi đó, là quay cái clip mà anh coi đó, là có Mạnh Thường Quân hỗ trợ nhà cho em. Rồi chừng nào hỗ trợ? Ta hỗ trợ đương làm lắm anh. Làm chưa? Đương làm á. Vậy hả? Dạ. Vậy là mừng rồi. Dạ. Sao nãy giờ không nói em sớm? Thì em nói cho anh mừng á. Rồi chúc mừng gia đình anh chị ha. Dạ. Dài bữa em xuống. Dạ em xin cảm ơn Bùi Hồ. Dạ mừng không? Dạ mừng. Dạ. Dạ em quá mừng luôn. Thật ra Bùi Hồ chuẩn bị đã kết thúc clip rồi và chuẩn bị đi về, nhưng mà anh Lực nói anh Bùi Hồ, em muốn nói là nhân chứng á, là bạn của Bùi Hồ á, là đã có cất nhà rồi đúng không? Dạ. Đang chuẩn bị cất nhà. Dạ. Rồi chúc mừng gia đình anh chị. Dạ. Rồi mai mốt sẽ xuống thăm nha. Dạ.